Lời cảm ơn của ban tổ chức lễ hội Thành Thành Nhà Thanh, dòng họ Nguyễn Thục Công Hà, xóm 7, thôn Đan Phượng, xã Xeo Yên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc hai xã Xeo Yên, Bạch Long, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Xeo Yên, các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy xóm đội xóm bảy xã Giao Yên, các vị đại biểu đại diện cho thầy chùa Thanh Sơn thôn Đan Phượng xã Giao Yên, cụ bà thầy chùa Thanh Quang xã Giao Tân, ban quản lý di tích chùa thôn Đan Phượng, các ông bà khu xóm bảy xóm mười xã Giao Yên, các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy xóm Liên Lạc cùng bà con xóm mò và gia đình ông bà Nguyễn Văn Giới xóm Liên Lạc xã Bạch Long, các ông trong đoàn thờ xây dựng đoàn thờ Tô Vinh, nhà cung cấp vật liệu xây dựng đội thờ Hồng Kỳ nhà trường trung học cơ sở Giao Yên, các con mầm non trong dòng họ tổ nhà Bạch Âm ca công sinh tiền đội của sinh tường quân thanh thiết đội trồng đà đù nàng hiền phụ xã Giao Tân đội đèn đồng xã Giao Châu đội cà theo thị trấn Quất Lâm đoàn đại biểu trai dâu gái rể xã Xuân Hòa xã Giao Nông xã Giao Hạ đoàn đại biểu trai dâu gái rể ở thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Nông Lâm Đồng Vũng Tàu Buôn Ma Thuột Quảng Ninh, Hà Nội và toàn thể trai dâu gái rể trong dòng họ Nguyễn Thục cùng toàn thể các quý khách thập phương đã về dự chung vui cổ vũ đồng viên đông đủ càng thêm ấm cúng trang nghiêm thắng được nghĩa tình góp phần cho nghi lễ trùng tu tôn đạo ngôi tử đường và nhà khách được thành công tốt đẹp. Đúng là qua bao ngày đời tháng chờ niềm vui cũng sẽ bây giờ là đây, từ đường họ Nguyễn hôm nay nguy nga chẳng thể cờ bay được trời, nhà thạch mới được hoàn thành 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 nhà thạch hội đồng chung vui. Trong thời gian tổ chức lễ hội, ban tổ chức dòng họ chúng tôi có điều thiếu sót xin kính mong được thông cảm. Ban tổ chức lễ hội dòng họ Nguyễn Thục Công Hà xóm 7 xã Giao Yên xin chân thành cảm ơn và cảm ơn.